Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo gửi tới quý vị và các bạn một bài test cửa hàng đang trưng bày tại nhà riêng, một bộ cấu hình để cửa hàng sẽ test gửi quý vị và các bạn nghe một ca khúc đầu xuân năm mới. Cửa hàng sẽ test chiếc đầu băng cối mới về là một chiếc đầu băng cối Nagara 4S. Sản phẩm thì cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây để test cho quý vị và các bạn nghe một bản test. Cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ni Acouphase E550 và một cặp loa JBL 4344 trơn. Vâng, sản phẩm thì cửa hàng cũng đang trưng bày tại đây. Và ngày hôm nay là ngày mùng 8 Tết. Cửa hàng sẽ test và cho quý vị và các bạn nghe trên kênh. Quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, ngày mai là ngày mùng 9 tháng Giêng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ khai xuân trở lại. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng gì thì hoặc là về trực tiếp với cửa hàng thì có địa chỉ tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Và ngày đầu xuân năm mới thì cửa hàng cũng đã làm một clip thông báo tới quý khách hàng, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đầu xuân năm mới tới quý khách hàng rồi. Vậy clip này cũng là clip đầu xuân, cửa hàng sẽ test cho quý vị và các bạn nghe một bản nhạc. Quý vị và các bạn có thể cùng đeo tai phone và thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối ghép tại đây. Và quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng thì có thể cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ ship hàng toàn quốc trong những ngày tới. Cũng đã có vị khách hàng chốt chiếc đồng hồ Odo để bàn ông Tây Gác Chuông thì ngày mùng 5 cửa hàng cũng đã có đơn chốt rồi ạ. Và sau đây quý khách hàng cùng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sản phẩm một lần nữa khi cửa hàng sẽ quay chi tiết trước khi được test nhạc cho quý vị và các bạn một chiếc đầu Nagara 4S. Vâng, những ngày trước thì cửa hàng có về được hai chiếc máy Nagara 4SG. Thì chiếc ngày hôm nay là một chiếc 4S, quý vị và các bạn có thể biết đây. Và cửa hàng cũng đã chụp hình đăng trên trang Zalo riêng của cô chủ shop rồi. Cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ni Acouphase E550. Vâng, ngày hôm nay thì ở khu vực miền Bắc đang có mưa nên cửa hàng không đi chơi, không đi lễ chùa, nên ở nhà dành những thời gian để nghe những bản nhạc. Cửa hàng có về được một chiếc đầu băng cối tự hành Sony nhỏ gọn này, chạy băng 5 nhé, còn nguyên thùng xốp đấy ạ. Gọi năm cho tóc em cài loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió bay, áo em bây giờ mưa xa đeo mây, gọi tên em mãi xuống cơn gọi năm
Bước sang khe ngày
mưa tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mây thu. Ngày mai em đi điện báo bằng hoàng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sao. Ngày mai em đi thành phố mất đêm đèn vàng, mưa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió chất âm của chiếc đầu băng cối mới về với cửa hàng âm thanh Hạnh Lagra 4S. Vâng, hôm trước thì trong năm cửa hàng có về được hai chiếc máy Lagra 4SZ thì đều đã được hai vị khách hàng có hai địa chỉ chốt hai chiếc liền. Và ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Hạnh cũng một lần nữa test cho quý vị và các bạn nghe chiếc mới về Lagra 4S. Vâng, sản phẩm thì chiếc máy này về với cửa hàng trong ngày cuối năm và cửa hàng sẽ có một clip thông báo chi tiết hơn về sản phẩm này khi thông báo hàng về. Cửa hàng có về được những sản phẩm ngày cuối năm thì cửa hàng sẽ có một clip riêng để thông báo những sản phẩm về đầu năm để cho quý vị và các bạn có sự lựa chọn các thiết bị audio mà quý khách hàng có thể ưng ý. Vâng, vậy clip này cửa hàng sẽ kết thúc tại đây và ngày mai 8:30 cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ khai xuân trở lại vào ngày mùng 9 Tết. Mọi năm thì cửa hàng khai xuân vào ngày mùng 6 nhưng năm nay có lùi lại 3 ngày là ngày mùng 9. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.